Ngày 30 tháng 6, ông Hồ Văn Niếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, xác nhận có một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra làm thiêu rụi trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã. Theo đó, khoảng 22 giờ đêm ngày 29 tháng 6, ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ dãy nhà làm việc của trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Phát hiện vụ việc, lực lượng công an và ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My đã huy động phương tiện cán bộ và người dân địa phương dập lửa. Đến 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, đám cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản, gồm nhiều máy móc và tài liệu. Ông Hồ Văn Niếp cho biết, nguyên nhân cháy khả năng do chập điện vì tối qua có mưa lớn.